nay là ngày thứ tư nhưng mà điểm bán cua của dì Ba cũng rất là đông. Người dân thì vẫn đứng nắng để mua cua. Xe máy thì xếp thành hàng dài, rất là nhiều xe máy tập trung ở đây để mua cua. Đây. Các bạn có thể thấy là xe máy dựng ở rất là nhiều nơi hai bên đường. Đây, xe máy. Người mua rất là đông các bạn. Những cô chú lớn tuổi thì cũng đến đây ủng hộ cho dì Ba. Có một chú lớn tuổi để mua hơn 2 triệu tiền cua. 4 ngàn nữa. Có bán cho ông Mai. Có bán cho ông Tira mà chưa. 2 triệu 2, hơn 2 triệu 2. Chợ gì 3 giờ bán trái cây luôn. Tội nghề nhau luôn. Nó khóc bỏ luôn, giờ tới nó khóc bỏ luôn. Đây là con cua cốm. Cua cốm đặc biệt nhất, 1 triệu 1 cân. 178. 178 của ai vậy trời ơi? 178 ngàn. Đây, kiểu 4 con cua cốm này có giá 550 ngàn. 550 ngàn cho 4 cua cốm này, rất là ngon các bạn. Đây, có 2 ngàn cho chú luôn. Hôm nay có mấy con cua cốm tất cả cơ? Hả? Hôm nay có mấy con cua cốm tất cả gì? Có 3 4 kg hả? 4 kg mất vòng không nhiêu. Thì bác không thích thì có hơn 2 kg mấy? Hơn 3 kg cua cốm hôm nay thôi. Cái này là mỗi kg cua cốm là 1 triệu đồng. Cua cốm chỉ cần bóc nhẹ vỏ ra là ăn được hết con cua. Vâng, một thanh niên đi phân phối lớn đến mua cua. Một thanh niên đi chiếc Kawasaki Z1000 đến để mua cua dì Ba. Hôm nay thì đến 12 giờ rưỡi trưa rồi nhưng mà cua thì còn khá nhiều. Hôm nay thì khách mua ít hơn những ngày trước. Thịt hết rồi anh. Dạ. Anh có cua cốm kìa.
cốt. Cốt cốt là cua mà anh lột cái vỏ ra cái ăn luôn, hết cả ăn cua luôn á. Ngon lắm cho. Đây quảng cáo cho dì ba dữ ha. Tôi thấy đúng. Ngon hơn nếu mày quảng cáo mà giờ cô tới cô còn la à. Ô mà dưới đình quán cà tây đình quán Đồng Nai luôn. Ghê. Quán có hả? Mua là. Vâng. Có một cái anh đội mũ hiểm đỏ các bạn là từ Đồng Nai lên đây để mua cua. Thật ra thì trước đây thì cũng có rất là nhiều vị khách từ đường xa, các tỉnh lân cận như Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, rồi Gia Lai, Kon Tum, rất là nhiều tỉnh khác về đây để mua cua. Nhiều người ở nước ngoài như là Mỹ, Úc, Canada cũng mua cua ở đây, chứ không chỉ là Đồng Nai hay là những cái tỉnh gần gần đây. Các bạn kế bên dì ba thì cũng có một cái quán bán bún cà ri gà rất là ngon, khách cũng rất là đông. Còn một con cua cuối cùng nhưng mà dì ba không mua, không bán vì đây là con cua này nó bị hơi bị óp nên dì ba không bán. Theo dì ba thì cua này không ngon nên nó không bán. Dì ba cua mà không bán thì mình làm gì dì ba? Ăn. À, mang về ăn. Cua bán thì ăn thôi.